Rồi, ok. Bây giờ mình xem vé trước ra đây. Cái bông ra đây. Đó. Tương tự như ở những buổi trước. Chúng ta chỉ khác là thay đổi màu sắc thôi. Rồi, như ở những buổi trước mình có chia sẻ là mọi người có thể vẽ tách các lớp cánh này ra ngay từ lúc này hoặc đi sâu vào trong trước rồi quay ra cánh ở ngoài sau cũng được. À, thông thường thì mình vẽ thì mình tùy cảm hứng mình vẽ thôi. Tách ra này. Nghiêng bút vào trong. Nghiêng bút. Đây, thêm các cánh ở trên này. Ở trên thì mình thêm như thế nào cũng được. Rồi, bên này cũng thế. Ok, bây giờ chúng ta thêm các phần cánh còn lại ở bên ngoài này, ở phía ngoài này. Ở các cái lớp cánh này, mình lại hồi nãy mình mới thêm đấy, kéo ra. Đó. Bên này cũng thế. Nó đẹp hay xấu là nó sẽ phụ thuộc vào cái việc mà mình tạo ra các lớp cánh này này. Đó, di chuyển lại. Kéo ra, đó. Đây. Mình thu nhỏ này, một cánh này. Hai cánh này, ba cánh, bốn cánh, năm cánh, đã nhấn này. Đây, kéo xuống. Buổi này thì chúng ta hầu hết là những nội dung ở bài trước. Vẽ từ phía dưới trước. Mọi người nếu mà ai quên cái phần vẽ nhụy làm sao cho đẹp thì quay lại bài trước, nhìn lại. Vẽ như mình có đếm ấy, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Thì mọi người nhớ cái phần đấy không? Là mọi người sẽ quay lại để xem để làm sao cho vẽ cho cái nhụy cho đẹp. Đó. Đây cũng thế. Rồi. Khá là ok.